Dạ, đó bữa nay Hoàng Dũng Vlog đến gặp bác Khôi. Hôm bữa bác Khôi có gọi cho Hoàng Dũng Vlog đó là hỏi chị Quy có sự thật là mang bầu không đó. Bây giờ là Hoàng Dũng Vlog cũng nói cho bác Khôi biết luôn như thế nào đó, rồi đợi nha. Bác Khôi coi bà Quy bà có bầu gì, Khôi có đồng ý cho bà Quy có bầu không? À, không biết bảo vì bảo bà muốn có nhà phải không, cấm cản bà. À, bà muốn có bầu thì muốn bà không có cấm cản bà ha. Rồi rồi Khôi cảm thấy mà bà Quy bà mang bầu rồi với anh Phi đó, rồi sợ sợ sau này bà Quy khổ đó, có biết không? Khổ cho đâu, khổ cho bà trời lo cũng được. Khôi hỏi cần chừng Khôi À, hỏi vậy lâu vậy là cho bà biết biết thân một lần phải không? đúng rồi. Chứ bây giờ bả là thí dụ mà có bầu với anh Phi rồi ông Phi ông không có làm được cái nghề nghiệp gì mà anh Phi đi mua cũng mua không nổi, bây giờ là tối ngày ăn ăn nhậu xỉn không Đúng rồi. đó. Rồi sau này là anh lỡ anh Phi có cái chuyện gì đó là chị Quy chịu trách nhiệm đứa con đó Đúng rồi. đúng không? Đúng rồi. Hoặc đưa cho mẹ của ông Phi luôn được, không sao. À, đưa cho mẹ anh Phi nuôi hả? Rồi nếu mà mẹ của anh Phi không chấp nhận đứa con của trong bụng của anh Phi và chị Quy đó à, Khôi cảm thấy sao? Khôi là một người con, Khôi cảm thấy sao cho mẹ? Không chấp nhận bà nuôi. Bảo vẫn nuôi phải không? Ừ, đúng. Đó, tại vì chị Quy là nên kiên cố, không đừng để cho có con ở trong bụng, không không biết tự lo cho bản thân của mình. Không phải bà Huy mang thai đâu. Tại sao không? Tại bà Huy đau bụng thôi, không có mang thai đâu. Khôi không biết. À, vậy là Khôi khẳng định là bà Quy không có mang thai, Đúng. là chỉ là cái bụng đau bụng giả thôi. Đúng rồi. À, sự thật là tối ngày là cái bụng đó là chứa rượu, bây giờ là chứa rượu luôn đúng không? À, bữa hổm thì là cái bụng chị Quy là ăn nhậu với anh Phi ghét đó, bây giờ là như là sinh bụng ra thôi chứ không phải là có bầu. Không phải có bầu không? À, vậy là cái bụng của chị Quy là không có bầu ha. Đúng rồi. Coi thấy bà Quy nhậu gì đó rồi Khôi cảm thấy sao? Hay nhậu cho bà nhậu theo ông Phi thôi, coi không cho vào nhà đâu. À, là bước chân không có cho vào vào nhà 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 luôn hay gì? Ừ. Đó là sau này là chủ nhà trọ người ta đuổi là không có cho về nhà luôn. Đúng, ở nhà ông Phi trước đó, coi cho vô. Rồi hôm bữa đi coi anh Phi rồi thấy anh Phi ở đâu? Phòng trọ. Nằm chỗ luôn cái gì? Đúng rồi. Có đi được không? Yếu lắm. Hả? Yếu. Thì hôm gài Vận Dũng không không có đi ghi hình chị Quy và anh Phi đó. Rồi sẵn ghé qua nhà bé Khôi hỏi thăm bé Khôi. Đó là không có muốn ghi hình anh Phi và chị Quy nữa. Mà bé Khôi đi bữa hổm đi qua bển làm gì? Đi ghé không ơi, ông Phi có đi tôi mua má, đi nổi má. À, rồi rốt cuộc đi nổi không? Rồi sao mà với Khôi nói anh Phi nằm 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 ói lăn lăn lộn ở phòng hay gì? Rồi chị Vi, bà Vi chăm sóc cái gì? Bà Huy chăm sóc thôi, bà Huy vẫn đi lụng nuôi ông Phi thôi. À, vẫn đi lụm nuôi anh Phi. Đó rồi thấy có hai vợ chồng là thấy ăn nhậu tới ngày miết luôn ha. À, Khôi rồi Khôi cảm thấy thấy bà Quy với anh Phi, ông Phi ăn nhậu miết miết cảm thấy sao? Thôi cũng chưa biết đó, mình là bạn nhậu thôi mới biết. Rồi chắc mai mốt hết tiền đóng phòng nhà trọ là bà kéo nhau qua đây thôi cho ở không hả? No. Không có cho ở luôn. À, rồi nghe nói rằng chắc bây giờ là đổi cái tiệm hớt tóc khác rồi phải không? Đúng rồi. Ủa, sao biết? Phải không? Sao biết? Thì tiệm hớt tóc là đã đổi rồi, Khôi có đi không? À, Thôi Khôi còn vẫn ở làm tại chỗ. thôi thôi cũng nghỉ rồi, À, Khôi cũng nghỉ luôn hả? thôi đi theo chứ Hùng Nhi quay phim rồi. À, bây giờ Khôi nói thẳng với khán giả luôn, bây giờ là Khôi cũng nghỉ nghỉ đi học hớt tóc rồi ha. Đúng rồi, anh chắc nhớ chuyện trường mới rồi, coi chuyện người khác.
À, như là chắc thì nói chuyện trường mới. Đúng. Còn Khôi á, thì vẫn đi làm công chuyện khác và không có đi làm tóc nữa. À. Rồi thí dụ mà có người mà cho Khôi đi làm những làm học thứ khác là Khôi chịu không hay là sao? Không chịu, không đi làm được lúc thôi, Hả? nên làm được lúc Rồi bền lâu không? Mình đi làm vậy thì bền lâu không? sao Mình suy nghĩ cái lúc khi mình đi làm cái chỗ khác mình phải suy nghĩ chứ phải Khôi. thôi, có suy nghĩ mà thôi, báo cho mẹ nuôi mà Báo chưa? rồi. À, báo cho mẹ nuôi rồi ha. Rồi mẹ nuôi có nói gì không? Mình muốn nói chắc nó chuyển trường mới học rồi, thôi vẫn chuyển người khác. À, chuyển đi qua bên làm nghề khác hả? Đúng, thôi chuyển nghề quay phim với chú Hùng À, làm được không? cũng được rồi, Hả? cũng được. Cái mình coi cái nghề nào mình làm á, nhắm làm được thì mình làm chứ mình đừng có nhảy tới hết nghề này tới nghề kia làm sao hả được. Theo bác Khôi, người ta xin lúc khi mình suy nghĩ gì với mình hả nhẹ hả bỏ học mình hả đi nghỉ đi làm nha. Chứ mình chưa có suy nghĩ gì hết trơn á, mình nhảy ngang cái mắc tiền đó. Thôi suy nghĩ mà, thôi chuyện người khác đi mà. Chứ không phải là cái nghề nào mình phải là tiền cũng như là mười mấy 20 triệu nạp đưa vô cho Khôi học làm tóc làm gì đó là cũng tiền không đó, chứ đâu phải là mình không có tiền mình làm không được đâu, hiểu không? Đó đừng có thấy ta thấy người ta vô mình cứ đi theo người ta không là không sao mà được. Rồi thường thường bà Quy lại đem cơm lại cho mấy giờ lại ăn? Cũng chiều thôi, Hả? chiều Chiều mới lại á? Trưa buổi trưa này có đem cơm qua không? chưa, sáng giờ Chưa thấy hả? chưa thấy, chắc Gì? bà đang bệnh đang nở. Bà Quy á hả? Đang bệnh nữa. Thường thường là mấy giờ, là giờ này là móc cơm sẵn hay cái gì? Rồi Hương rồi 6 giờ tối bảo mới mà sáng chiều sáng trưa bảo không có mang đâu. Trưa là không có mang cơm, Đúng đúng còn chắc chiều mới có. đúng, chưa khỏi ăn cơm nhà chú Hùng, khỏi có ăn ở đây đâu. À, ăn cơm nhà chú Hùng ha. Vậy là mẹ nuôi nó cũng có nói thẳng với mẹ nuôi rồi, là nói là nghỉ học luôn, phải không? Là nghỉ học hớt tóc luôn đi theo chú Hùng luôn. Đó, bây giờ thấy không ở ở nhà mình ơn bây giờ. Rồi một chút xíu nữa chú đó dắt mấy cô bác lại thăm bác Khôi nè, mà giờ này chưa có thấy lại nữa quý vị khán giả. Đó là ở Bến Tre. Chú bác ở Bến Tre đó. À, nói kéo nhau lại qua nhà bác Khôi nè, coi bác Khôi cuộc sống bác Khôi như thế nào đó. Để một chút xíu nữa thì mấy cô bác đó lại để Hoàng Dũng ghi hình cho quý vị khán giả cùng xem. Gặp bé Khôi sao không có mua gì cho bé Khôi hả chị Quý? Tiền đó không mua. Hả? Ồ, hôm gà xài hết trơn tiền luôn hả? Hả chị Quý? Hết tiền đó không mua. Trời ơi, hôm qua hôm gà xài hết tiền luôn rồi Ra bé. được 20 ngàn đó, đủ xài. Đó hồi nãy em có ghi hình chị bé Khôi đó, bé Khôi nói chị mang bầu mang bọng gì đó có không chị Quý? Hả? Bác Khôi nói là chị mà mang bầu với con của anh Phi là chị khổ đó. Hả? Chưa sáng sao không biết. À, mang bầu với con của anh Phi là sau này là chị khổ đó, sau này anh Phi mà có cái chuyện gì là chị ôm đứa con đó là chị chấp nhận chị nuôi đó, nói cho chị biết. Hả? Sao chị Quý? Rồi lại qua nhà bác Khôi không có mua gì cho bác Khôi hết trơn hả? Thăm là thăm, là thăm nhà. Rồi Tôi lượm cái chai ghé thăm á. rồi chắc cũng hết tiền đóng tiền phòng tiền Dạ, gì luôn còn mười hả? mấy, cũng được có 38 ngàn. Trời ơi, không không gà anh em không nghĩ ghi hình chị rồi phải không? Tại vì anh đi lượm á. Trời trời, một ngày lượm được 20 ngàn, 20 ngàn đủ xài tiền Trời đâu. ơi, 20 ngàn. Thấy không? Thì chị thấy cái nỗi khổ của chị không chị Quy? Đủ Đó xài nữa.
đó thấy không, chị ăn một cái lẩu đó tới 100 mấy chục ngàn, 130, 140. Anh Phi kêu mua nhậu á, nó nhậu á, nó cho anh Phi ăn chứ. Ừ, vì chị thấy không, chị cái đồng tiền chị đi nhặt chi tay á là 10 ngàn 20 ngàn đó, rồi chị đẩy theo một cái lẩu á, chị hết 140, 130 gì đó, chị thấy không, chị thấy cái số tiền cực khổ của chị làm không đó. Chị phải tôn trọng cái đồng tiền của mình đi nhặt chi chai chứ chị Bi, đúng không đó. Bây giờ chị cũng biết gầu á chị Bi, rồi bây giờ ha, bây giờ và sắp thân đi nhặt chi chai đó chị cũng biết rồi. Hồi nãy em có qua có hỏi bác Khôi rồi đó, là bác Khôi là không có chấp nhận chị mà để có bầu với anh Phi đó là chị thua rồi đó, chị biết không. Ừ. Rồi rồi có sự đồng ý của bác Khôi cho chị vào nhà không? Thôi ngủ rồi hả chị Vy? Thôi nó ngủ rồi. Sao chị biết Khôi ngủ? Thôi nó ngủ rồi. Em mới cập nhật hình bác Khôi mới vừa xong mà. Cho Khôi nó ngủ rồi hả chị Vy? Cho Khôi nó ngủ đi. Thăm có hỏi gì chị Vy không? Còn nhậu không? À chị hỏi vậy thôi hả? À, hỏi anh Phi còn nhậu thôi ha. Chưa không chị Huy? Bây giờ cô biết cái nỗi khổ của chị Vy đó quý vị khán giả đó. Bây giờ là chị Vy cũng qua gặp bác Khôi xong, bây giờ là đi kiếm đường nhà lụm dây chai đó, ăn nhậu thì 100 mấy 200 ngàn, còn đi nhặt cái chai thì 10 mấy 20 ngàn đó. Bây giờ chị Vy cũng biết số phận của mình như thế nào hả chị Vy? Hết tiền đi nhặt cái chai. Hết tiền đi nhặt cái chai á. Vậy là một ngày kiếm 10 mấy 20 ngàn thôi, không cần kiếm nhiều. 30 ngàn đủ sống. Đó, bây giờ là cũng biết số phận chị Vy, cũng biết số phận của chị Vy rồi đó.